Hai, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh anh Bốn Vlog của Bốn nha. Thì hôm nay Bốn sẽ đi cùng với một cái chị, đó là chị Hiền. Thì chị Hiền có kêu gọi để quyên góp rồi đi mua quà, phát quà trung thu cho các em trẻ em nghèo á, người dân tộc, người đồng bào á, ở xã Đắc Bà Là. Còn cái làng đó tên gì mình cũng không nhớ nữa, cái tên của người đồng bào á. Nhưng mà sáng nay á, thì trời nó mưa mất rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ qua nhà chị Hiền, mong là trời sẽ hết mưa để buổi phát quà được diễn ra thuận lợi nha, để cho các em có quà trung thu ăn cho nó giống những em bé khác. Rồi mọi người chờ xem nha.
Bốn vừa mới đi về mọi người ơi. Thì tình hình là từ sáng tới giờ là Bốn với lại 7-8 cô giáo mầm non gì đó đi vô ở trong xã Đắc Bà Là của con Tâm á, để phát quà cho các em học sinh ở trong đó. Thì ở trong cái làng đó thì đa phần là người đồng bào không à đó. Thì người ta nghèo á, không có tung thu thiết gì hết á. Mình vô mình phát để đèn lồng với lại bánh kẹo rồi đó cho mấy em cho nó vui. Thì tình hình dịch ở con Tâm thì nó cũng khá là yên ổn, nên là tập hợp đông người chút nó cũng không sao đó. Thì tranh thủ phát một xí xong rồi cho các em về. Thì khi mình đi mình cũng không có nói gì, mình chỉ quay thôi rồi mình làm phát cho mấy em cho nhanh về thôi. Nhưng với lại trời mưa ướt nữa nên là mặc dù co cũng cố gắng nhưng mà cái hình ảnh nó cũng không được đẹp lắm. Thì mong mọi người xem cũng thông cảm cho Bốn nha. Bây giờ Bốn sẽ xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới giờ phút này nha. Cảm ơn rất là nhiều.